Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Lý do nào khiến định luật tình yêu 80-20 của Dương Mịch và Hứa Khải bị hoãn chiếu? Định luật tình yêu 80-20 là bộ phim ngôn tình hiện đại, đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Dương Mịch và Hứa Khải. Phim kể về câu chuyện Cưới trước yêu sau của nữ luật sư xinh đẹp, tài giỏi Tần Thi và Dương Nam. Vì một tình huống éo le bất ngờ xảy đến, khiến cho Tần Thi và Dương Nam bắt buộc phải kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp và sống chung dưới một mái nhà. Sau đó, mưa dầm thấm lâu, hai người lâu ngày sinh tình và quyết định ở bên cạnh nhau trọn đời. Sau thời gian hậu kỳ, vào đầu tháng 10 năm 2022, đoàn phim chính thức ra thông báo phát sóng vào ngày 13 tháng 10 trên các nền tảng phát sóng phim online. Tuy nhiên chỉ trước giờ lên sóng vài giờ, nền tảng chiếu phim bất ngờ ra thông báo hoãn phát sóng và lịch phát sóng cụ thể sẽ được thông báo sau. Cụ thể, Tencent Video chính thức đưa ra thông báo. Vì lý do kỹ thuật nên bộ phim Định luật tình yêu 80-20 ban đầu dự kiến khởi chiếu vào ngày 13 tháng 10 nhưng sẽ bị dời lại và hoãn phát sóng. Thời gian phát sóng cụ thể sẽ được thông báo sau. Hành động bất ngờ thông báo hoãn chiếu vào sát ngày của Tencent lập tức khiến đông đảo người hâm mộ bức xúc, rất nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, thậm chí tức giận. Trước đó, fan cũng phát hiện, đơn vị chính thức phát phim đã khóa ngày phát sóng của Định luật tình yêu 80-20. Chỉ hiển thị số người đặt xem phim và giới thiệu dàn diễn viên. Bên cạnh lý do kỹ thuật mà nền tảng chiếu phim đưa ra, cũng có khá nhiều tin đồn về lý do phim bị hoãn chiếu. Lý do được đưa ra nhiều nhất, phim bị hoãn chiếu là do có quá nhiều cảnh nóng giữa Dương Mịch và Hứa Khải. Dẫu vậy, phần lớn fan khi nghe lời đồn này đều cảm thấy khó hiểu và khẳng định không thuyết phục, bởi vì có không ít các bộ phim khác cũng có nhiều cảnh nóng nhưng vẫn được lên sóng. Ngoài ra cũng có người cho rằng tin đồn Dương Mịch sắp rời gia hành và sẽ sớm công bố nên sẽ ảnh hưởng tới bộ phim. Dẫu vậy, ngoài lý do kỹ thuật, không ai có thể đoán được lý do hoãn chiếu của Định luật tình yêu 80-20 là gì. Theo bạn, lý do nào khiến Định luật tình yêu 80-20 hoãn phát sóng? Hy vọng bộ phim sẽ sớm được chiếu trong thời gian tới. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.